Nay đầu tuần có cái câu nào hay hay giới thiệu mọi người không? Có, cay gắt, à đấy, thật xứng đáng, thật đáng vì đã làm việc đó. Chẳng hạn như khi chúng ta dành thời gian nỗ lực cho một cái công việc đó và chúng ta đạt được kết quả tốt, thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu này đúng không? Và bây giờ em đặt cho anh một câu: thầy ơi, em đỗ là một man tiền rồi. Sensei, N1 man tiền取りましたよ。本当、毎日徹夜で勉強した甲斐があったね。câu này là gì? Thật là xứng đáng vì đã thức đêm học bài. Ok, hay là một ngữ khác nhá. Chẳng hạn bây giờ anh và em đi xem phim đúng không nào? Và bộ phim đã kết thúc rất là hay. Thì bây giờ anh sẽ nói một câu như thế này nhá. Kyo no ega, hontou ni omoshirokatta ne. Nè, mii ni kita kai ga atta ne. Đấy, thật đáng là gì? Đi xem gì? Thế em thực hành chưa? Hay là bây giờ em đặt cho anh một cái câu như thế này nhá. Hội thoại của em giỏi lên rồi. Thật đáng vì hàng ngày rất đọc. Khó thế. 毎日練習した甲斐があって会話が上手くなったよ。ピンポン。 Chính xác. Ok, thế nhá.